chương 461, bái phỏng hạo thiên tông. Nhiếp vân cùng nhiều lần đông triền niên một cái buổi chiều, mãi cho đến chạng vạn. Nàng nhận tuyết đẩy cửa tiến vào, tức khắc thấy Nhiếp vân hai người. Nàng mặt đẹp ửng đỏ, cũng không có dời đi ánh mắt, lớn mật nhìn. Lần trước ở Nhiếp gia, nàng là lần đầu tiên thấy nhiều lần đông thân thể. Nhưng khi đó chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, hiện tại, nàng phát hiện chính mình gương mặt cùng nhiều lần đông không phân cao thấp, nhưng dáng người vẫn là nhiều lần so đông yếu đi không ít. Đông tỷ, ngươi dáng người thật tốt ngàn nhận tuyết hâm mộ nói nhiều lần đông đỏ mặt sửa sang lại hảo cười nói ngươi cũng không kém chờ lại quá thượng mấy năm ngươi cũng đuổi theo ta ngàn nhận tuyết liếc nhiếp vân liếc mắt một cái nói chúng ta vị này hoàng đế có mỹ nhân liền mặt kệ lý quốc gia xem ra là cái hôn quân nha nhiều lần đông bật cười nói có chúng ta năm cái ở hắn cũng không bao nhiêu thời gian đi quản lý cái này đế quốc nhiếp vân vội vàng nói các ngươi cũng biết ta khổ a à. chạy nhanh chọn lựa đời kế tiếp người nối nghiệp đi ngàn nhận tuyết cực cực đầu vậy tuyển cử đi võ hồn trong điện nhân tài đông đúc liền như vậy vui sướng nói định rồi nhiếp vân lộ ra tươi cười chờ hắn bản tôn đột phá đến thần cấp đó chính là hắn mang theo người nhà hoàng du thế giới lúc ngày hôm sau nhiếp vân liền tuyên bố tuyển cử đời kế tiếp võ hồn đế quốc hoàng đế tin tức lại qua ba ngày nhiếp vân mang theo nhiều lần đông cùng ngàn nhận tuyết tam đại thần cấp bái phỏng hạo thiên tông ngàn nói lưu đã ở ngàn nhận tuyết truyền thừa thiên sứ thần thời điểm hiến tế ba người đi vào hạo thiên tông ẩn cư mà bên ngoài thôn nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện ba người nam tử tuấn mỹ vô song hai nữ tử mạo nếu thiên tiên hạo thiên tông thôn trung bên ngoài đệ tử đôi mắt đều mau thẳng nơi này là tư nhân địa phương các ngươi không thể lại đi tới một vị tuổi trẻ đệ tử đi ra ngăn cản ở nhiếp vân ba người trước mặt hắn ánh mắt luôn là nhịn không được ở nhiều lần đông cùng ngàn nhận tuyết trên mặt dừng lại thường thường nuốt một chút nước miếng nhiếp vân cười nói phiền toái ngươi đi thông truyền một chút liền nói võ hồn đế quốc hoàng đế bái phỏng. Này tuổi trẻ đệ tử sắc mặt đại biến, trở nên vô cùng cảnh giác lên. Võ hồn đế quốc, chính là trước kia võ hồn điện, cùng bọn họ hạo thiên tông là tử địch. Mà những người trẻ tuổi này trưởng bối, có rất nhiều đều chết ở võ hồn điện trong tay. Lăng. Nơi này không chào đón các ngươi. Này đệ tử trực tiếp liền quát lớn ra tới. Trong truyền thuyết võ hồn đế quốc hiện tại hoàng đế là thần cấp tu vi, nhưng kia cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Liền nhiếp vân này tuổi trẻ bộ dáng, này đó đệ tử không cho rằng đây là một cái thần cấp cường giả. Nhíp Vân cũng không sinh khí, hơi chút ngoại phóng một tia hơi thở ra tới. Này tuổi trẻ đệ tử tức khắc cảm giác phản phất trời sập giống nhau, linh hồn đều rùng mình không thôi. Ngươi không đi thông báo, chúng ta liền phải xông vào, các ngươi này đó ngoại môn đệ tử có thể kháng cự không được chúng ta. Nhíp Vân cười nói. Tên này đệ tử mồ hôi đầy đầu nhìn Nhíp Vân liếc mắt một cái, vội vàng chạy đi vào. Gần mười mấy phút, Hạo Thiên Tông Tông chủ đường khiếu liền vội vội vàng ra tới, ở hắn bên cạnh, còn đi theo vài tên trưởng lão. Này vài tên trưởng lão đều là hạo thiên tông tàn lưu xuống dưới nhãn hiệu lâu đời phong hào đấu la, thực lực mạnh mẽ. Nguyên lai là võ hồn đế quốc hoàng đế đại giá quan lâm, bên trong thỉnh. Đường khiếu làm ra một cái thỉnh thủ thế. Còn lại vài vị trưởng lão trợn mắt giận nhìn, che ở nhiếp vân ba người trước mặt. Đường tông chủ, các ngươi đây là có ý tứ gì? Nhiếp vân cười hỏi. Thất trưởng lão, người tới là khách, cũng không nên mất lễ nghĩa. Đường khiếu nhíu mày nói thất trưởng lão tính tình nhất hỏa bạo, lúc trước còn có chí thân người chết ở võ hồn điện thủ hạ. Hắn ánh mắt cắt cao nhìn chầm chầm nhiều lần đông, lúc trước, chính là cái này như rắn rết giáo hoàng nhiều lần đông, giết hại hạo thiên tông vô số người. Hiện tại cư nhiên còn tưởng bước vào hạo thiên tông bên trong, vọng tưởng. Thất trưởng lão trên người hồn lực kích động, một cái thật lớn hạo thiên chú y đã xuất hiện ở trên tay hắn, trực tiếp liền hướng tới nhiều lần đông anh kích mà đến. Thất trưởng lão, đường khiếu hô một tiếng, nhưng vẫn chưa ngăn cản bọn họ mấy đại phong hào đấu la này nơi này, hoàn toàn không sợ nhiều lần đông. Hắn cũng muốn nhìn một chút, mấy năm nay nhiều lần đông đến tục cùng có bao nhiêu tiến bộ. Đến nỗi một bên nhiếp vân cùng ngàn nhận tuyết, đã bị hắn tự động xem nhẹ. Nghe nói đương nhiệm võ hồn đế quốc hoàng đế nhiếp vân là một người thần cấp cường giả, đường khiếu nhưng không như vậy cho rằng. Thần cấp cường giả liền hắn cái này hạo thiên tông chi chủ đều không quá hiểu biết, bên ngoài những cái đó bá tánh như thế nào biết giải đâu. Ở hắn xem ra, này khẳng định là võ hồn đế quốc một loại tạo thế tuyên truyền, đem võ hồn đế quốc thần hóa, làm võ hồn đế quốc hình tượng ở sở hữu dân chúng trong lòng trở nên cao lớn lên. Đường khiếu khóe miệng dần dần nhếch lên, có lẽ nhiều lần đông hôm nay muốn thua tại nơi này, cho dù không thể giết rất nhiều lần đông, kia cũng muốn nhục nhã một chút, lấy tiếc trong lòng chi hận. Thất trưởng lão kia thật lớn hạo thiên chủ y cao cao dơ lên, hướng nhiều lần đông đỉnh đầu nện xuống. Nhiều lần đông vẫn không nhúc nhích, đứng ở nơi đó hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào kia tạp rơi xuống hạo thiên chủ y. Trong phút chốc, này phiến không gian phản phất đều động lại xuống dưới. Thất trưởng lão này thế mạnh mẽ trầm một chù y, ngưng tụ hắn sở hữu hồn lực cùng lửa giận một chù y, thế nhưng quỷ dị tạm dừng ở giữa không trung, phản phất bị một đôi vô hình bàn tay to cầm. Vô cùng đáng sợ uy áp buông xuống, đè ở Hạo Thiên Tông này vài tên phong hào đấu la trên người. Đường khiếu mấy người tâm thần kinh hãi, như thế đáng sợ hơi thở, năm đó tổ tiên đường thần cũng chưa từng có được. Nhiều lần đông đến tột cùng đạt tới loại nào cảnh giới. Trăng rắc, Thất trưởng lão trong tay hạo thiên chùi ở nhiều lần đông ánh mắt dưới trực tiếp rách nát. Phốt. Thất trưởng lão một mụn lão huyết phun ra, thân thể rốt cuộc không chịu nổi kia khủng bố bi áp, trực tiếp liền quỳ xuống. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đường khiếu vội vàng la lớn. Hừ, hiểu lầm sao? Nhíp vân cười đứng dậy. Trên người hắn khí thế toàn lực bùng nổ, cấp hạo thiên tông này mấy người cảm giác càng thêm đáng sợ. Ha ha, ta cũng tới. Ngàn nhận tuyết cũng tiến lên vài bước thiên sứ thần hơi thở phát ra mà ra. Phạm vi vạn dặm trong vòng, phong vân biến sắc, phản phất thiên đều phải sụp đổ xuống dưới. Đường khiếu mấy người rốt cuộc duy trì không được, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, trong cơ thể hồn lực bị áp chế đến gắt gao, một tia đều điều động không được. Bọn họ trong lòng kinh hãi không thôi, rốt cuộc minh bạch này ba người là cái gì cảnh giới? Này tuyệt đối là kia trong truyền thuyết trăm cấp, chỉ có loại này tu vi mới có thể trực tiếp dùng khí thế đem bọn họ áp nằm sắp xuống tới phải biết rằng bọn họ nhưng đều là thực lực cường hãn phong hào đấu la a à. nhiếp vân thủ hạ lưu tình bỗng nhiên một tiếng tiếng la từ phía sau truyền đến nhiếp vân quay đầu nhìn lại nguyên lai là đường hạo đã trở lại buông tha bọn họ đi nhiếp vân nhàn nhạt nói ba người thu hồi khí thế đường khiếu mấy người từng ngụm từng ngụm thở hổn hển cảm giác chính mình ở quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến mồ hôi đã làm ướt quần áo đường hạo chạy như điên lại đây trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn nếu là vãn hồi một lát, chỉ sợ hạo thiên tông này vài tên còn sót lại cường giả đều phải tử tuyệt. Đường thúc thúc, đã lâu không thấy. Nhíp vân cười chào hỏi. Đường hạo sắc mặt phức tạp nhìn nhíp vân, không thể tưởng được mấy năm không thấy, ngươi thật sự đạt tới thần cấp. Chương 462, hạo thiên tông mâu thuẫn. Đường hạo trên mặt một mảnh thổn thức chi sắc, lúc trước nhíp vân đã nói với hắn, nói chính mình nếu không mấy năm là có thể đột phá đến thần cấp. Lúc ấy đường hạo khiếp sợ không thôi, hiện tại xem ra, nhiếp vân quả nhiên đột phá đến thần cấp hơn nữa so đường hạo đoán trước trung thời gian còn muốn nhanh rất nhiều đường hạo ánh mắt lại nhìn về phía nhiều lần đông cùng ngàn nhận tuyết lúc trước nhiếp vân đồng dạng nói qua này hai cái nữ cũng thành thần bằng vừa rồi các nàng phóng xuất ra tới khí thế tuyệt đối là cùng nhiếp vân giống nhau đã đạt tới thần cấp nhiều lần đông lúc trước dẫn dắt hồn sư đội ngũ tấn công hạo thiên tông đường hạo như thế nào có thể không hận nàng nhưng lúc này hắn đã hận không đứng dậy cường giả thần cấp hắn dám đi hận sao vừa rồi thất trưởng lão, nếu không phải hắn mở miệng, lúc này chỉ sợ đã là một khối thi thể. Hiện tại hạo thiên tông mọi người tánh mạng, liền ở nhiếp vân ba người nhất niệm chi gian. Nhiếp vân, ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Ngươi lúc trước không phải đã nói, chỉ cần chúng ta không hề cùng võ hồn điện là địch, võ hồn điện liền sẽ không lại nhằm vào chúng ta sao? Đường hạo hỏi. Nhiếp vân cười nói, đừng thúc thúc, ta lúc trước xác thật nói như vậy quá, hơn nữa nhiều lần đông cũng đáp ứng rồi, nhưng từ vừa rồi xem ra, các người hạo thiên tông vẫn là tưởng cùng võ hồn đế quốc là địch a đường hạo mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống dưới, trừng mắt nhìn chính mình đại ca liếc mắt một cái đường khiếu cười khổ không thôi, lúc này nhiếp vân ba người cái loại này đáng sợ khí thế đã thu trở về, bọn họ cũng đã đứng lên hiện tại hắn nơi nào còn chưa tin, này ba người thế nhưng thật là đạt tới trong truyền thuyết thần cấp cảnh giới đó là hắn gia gia đường thần cùng cực cả đời cũng chưa từng đạt tới quá cảnh giới a mà cái này nhiếp vân mới bao lớn hẳn là cũng liền hai mươi xuất đầu mà thôi quả thực chính là một cái yêu nghiệt. Tưởng tượng đến mấy người bọn họ vừa rồi đắc tội nhiếp vân ba người, đường khiếu trong lòng sợ hãi lên. Thần cấp cường giả, chỉ sợ có thể dễ dàng tàn sát hạo thiên tông đi. Thực xin lỗi, vừa rồi đều là chúng ta sai. Đường khiếu khi trước mở miệng, cúi đầu. Thất trưởng lão già nua khuôn mặt dân lên đến đỏ bừng, con hắn chính là chết ở lúc trước võ hồn điện trong tay. Hắn còn nhớ rõ lúc trước nhiều lần đông dẫn theo hồn sư dẫm đạp hạo thiên tông tình cảnh, âu yếm nhi tử chết ở kia tràn chiến dịch trung, hắn trong lòng hận a còn lại vài vị trưởng lão đều cúi đầu, gian nan xin lỗi. Duy độc thất trưởng lão, chung đồng đại đôi mắt còn ở cừu hận nhìn chầm chầm nhiều lần đông. Nhiếp vân hừ lạnh một tiếng, thất trưởng lão một mồm to máu tươi phun ra, cả người mềm đi xuống. Nhiếp vân, đường hạo nôn nóng hô. Không chết được, chỉ là làm hắn phát triển trí nhớ. Nhiếp vân trên mặt đã không có tươi cười, cười. Từ lúc bắt đầu, hắn chính là khách khách khí khí, trên mặt trước sau treo tươi cười. Nhưng những người này cũng không cảm kích, đặc biệt là cái này thất trưởng lão, liên tiếp đối lập so đông bất kính nhiếp vân không giết hắn đã xem như nhân từ đường hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi trừng hướng chính mình đại ca còn không mau đem thất trưởng lão mang về đường khiếu lúc này mới phản ứng lại đây vội vàng cõng lên vô cùng suy yếu thất trưởng lão nhanh chóng quay trở về hạo thiên tông hắn quyết định sau khi trở về nhất định phải đem thất trưởng lão trước khóa lên không thể làm hắn ra tới quấy rối ở đây còn thừa vài vị hạo thiên tông trưởng lão nhìn nhiếp vân ba người trên mặt đều đã mang theo sợ sắc hiện tại võ hồn đế quốc lại là như vậy cường đại rồi, bọn họ hạo thiên tông còn có báo thù hy vọng sao? Chỉ sợ bọn họ lộ ra một tia manh mối nói, thực mau liền sẽ bị võ hồn đế quốc chân chính diệt môn đi. Lúc này bọn họ trong lòng thấp thỏm không thôi, không biết nhiếp vân lần này đã đến đến tột cùng là vì cái gì? Nhiếp vân, ngươi lần này tới hạo thiên tông làm cái gì? Đường hạo hỏi. Tuy rằng có nhiếp vân cùng nhiều lần đông hứa hẹn trước đây, nhưng ai biết đã thành thần hậu nhiếp vân cùng nhiều lần đông có thể hay không đổi ý đâu. Nhíp Vân trên mặt một lần nữa lộ ra tươi cười, nghe nói võ hồn đế quốc mới vừa thành lập khi, bị thất bảo Lưu Ly Tông phản đối, thất bảo Lưu Ly Tông còn ý đồ mượn sức thế lực khác tới đối kháng chúng ta võ hồn đế quốc. Sau lại thất bảo Lưu Ly Tông kế hoạch bị võ hồn đế quốc đánh vỡ, trốn tới các ngươi hạo thiên tông tị nạn. Thế nhưng là vì thất bảo Lưu Ly Tông mà đến, đường hạo tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đồng thời lại vì ninh thanh tao cảm thấy bi ai. Thất bảo Lưu Ly Tông chỉ sợ muốn thật sự diệt tông. Võ hồn đế quốc hiện tại uy thế như mặt trời ban trưa, càng là có ba gã thần cấp cường giả. Thậm chí còn không ngừng, đường hạo nghĩ tới nhiếp cuồng đao. Hắn lúc trước liền đã bắt đầu khuyên hạo thiên tông người từ bỏ báo thù, nhưng lại bị rất nhiều tộc nhân thoá mạ, thậm chí xua đuổi hắn, nhận hết xem thường. Nhưng cũng có thiếu bộ phận người duy trì hắn. Những người đó phiền chán tranh đấu, huống hồ võ hồn điện ngày càng cường đại, xác thật không phải bọn họ có thể chống cự. Đừng thúc thúc, chúng ta có thể đi vào đi. Nhiếp vân hỏi. Có thể có thể, ta mang các ngươi đi vào đường hạo liên tục gật đầu. Đường hạo ở phía trước dẫn đường, nhíp vân ba người đi theo đường hạo mặt sau. Khi vài tên trưởng lão không dám nói nữa, hèn mọn đi theo nhíp vân ba người mặt sau. Cho tới bây giờ, bọn họ mới hiểu được đường hạo những năm gần đây dụng tâm lương khổ. Võ hồn đế quốc thật sự đã không phải bọn họ có thể chống cự, dám lại cùng võ hồn đế quốc đối nghịch, chỉ có đường chết một cái. Đồng thời bọn họ cũng vô cùng may mắn, đường hạo tự hồ cùng cái này võ hồn đế quốc hoàng đế quen biết, quan hệ cũng không tệ lắm bằng không bọn họ chỉ sợ đều đã chết ở nơi đó. Nhíp vân ba người đi theo đường hạo bò quá huyền nhai, vượt qua vượt sâu, rốt cuộc đến hạo thiên tông bên trong. Hắn không cấm cảm thán đây là một cái hảo địa phương, dễ thủ khó công, chung quanh núi non trùng điệp chính là tốt nhất cái trắng. Hạo thiên tông nội, đường hạo vừa mới xuất hiện liền khiến cho chú ý. Đường hạo đã trở lại. Có người rống lên một giọng nói. Đường hạo cái kia phản đồ đã trở lại. Đi, còn tưởng trở về mê hoặc chúng ta đầu hàng võ hồn điện, ta đã muốn nhìn hắn hôm nay muốn nói gì. Chung quanh càng ngày càng ồn ào, thanh âm thực mau liền truyền khắp toàn bộ Hạo Thiên Tông. Đừng thúc thúc. Nhất Vân Nghi hoặc nhìn Đường Hạo. Đường Hạo cười khổ không thôi, nhiều năm như vậy, ta thường xuyên trở về khuyên tộc nhân buông cừu hận, nhưng lại tao ngộ rất nhiều người thoá mạ, mắng ta là phản đồ, mắng ta là đồ nhu nhược. Có một bộ phận tiếp thu ta ý kiến, đã đi theo ta dọn đến bên ngoài, hiện tại, lưu tại trong tông môn, trên cơ bản đều là không muốn buông đối võ hồn điện cừu hận nhiếp vân tức khắc tới hứng thú ý tứ là hiện tại lưu tại hạo thiên tông bên trong đều là xương cứng sao bởi vì gặp qua nhiều lần đông cùng ngàn nhận tuyết người rất ít cho nên tạm thời còn không có người nhận ra nhiếp vân ba người tới gần một lát công phu thật lớn trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều người đem đường hạo mấy người đường đi ngăn cản đường hạo vốn là tưởng đem nhiếp vân đưa tới tiếp khách trong đại sảnh mặt hảo sinh chiêu đãi nhưng hiện tại liền tiếp khách đại sảnh còn không thể nào vào được hắn trong lòng lập tức thấp thỏm lên sợ nhiếp vân sẽ dưới sự giận dữ giận chó đánh mèo này đó vô tri hạo thiên tông tộc nhân liền ở hắn tưởng mở miệng khuyên bảo khi mặt sau kia vài tên trưởng lão mặt lưu mồ hôi lạnh đi rồi đi lên đều ở chỗ này làm cái gì chạy nhanh lăn đi tu luyện một người trưởng lão hét to nói thật muốn ở này đó trẻ tuổi đệ tử trên mặt dùng sức trừ thượng mấy bàn tay dám trêu này ba vị sát tinh không phải tìm chết sao vừa rồi bọn họ vài vị phong hào đấu la đều ở quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến càng đừng nói mấy năm nay nhẹ đệ tử nhị trưởng lão, ngài đây là làm sao vậy? Ngài trước kia không phải cũng là chán ghét đường hạo sao? Một người tuổi trẻ đệ tử nghi hoặc nói. Chương 463, nhiếp vân lửa giận. Đúng vậy, nhị trưởng lão, chẳng lẽ ngài cũng nghe tin đường hạo tà thuyết mê hoặc người khác? Nhị gia gia, ngài như thế nào có thể đứng ở đường hạo bên kia đâu? Không ngừng có nghi vấn thanh âm vang lên, những người trẻ tuổi này liên quan xem nhị trưởng lão ánh mắt đều không giống nhau lên. Nhiếp vân tức khắc có chút buồn cười lên. Đường thúc thúc, xem ra ngươi hiện tại ở hạo thiên tông địa vị cũng không thế nào a à, liền này đó hậu bối con cháu đều làm thẳng hô ngươi tên họ đường hạo lộ ra cười khổ hạo thiên tông từ nhỏ giáo dục chính là cừu thị võ hồn điện này đó hài tử tuy rằng không có trải qua quá đương sơ kia tràn chiến tranh nhưng bọn hắn bên trong lại có chút đã chết cha mẹ đã chết gia gia tự nhiên đối võ hồn điện không có gì hảo cảm ta làm cho bọn họ buông đối võ hồn điện cừu hận chính là xúc phạm bọn họ nghịch lân bọn họ làm sao có thể không oán hận ta đâu nhiếp vân có chút thổn thức đường đường hạo thiên đấu la hạo thiên tông năm đó nhất thiên tài đường hạo thế nhưng trở thành hạo thiên tông tiện nội người kêu đánh đối tượng nhiếp vân ba người đã đến sớm đã khiến cho những người trẻ tuổi này chú ý rốt cuộc có người bắt đầu nhìn không được kia hai cái mỹ nữ là ai a à, như thế nào sẽ như vậy xinh đẹp nếu có thể cho ta làm lão bà thật tốt đừng làm mộng tưởng hảo huyền liền ngươi kia túng dạng có thể bồi được với kia hai cái thiên tiên mỹ nữ sao ngươi không thấy sao kia hai cái mỹ nữ đều đứng ở cái kia soái ca bên cạnh thực rõ ràng quan hệ không bình thường thiết, chúng ta hạo thiên tông đệ tử mỗi một cái lấy ra đi đều là đương thời thiên tài, tiểu tử này tính cái gì, bất quá là sinh đến một bộ hảo túi da thôi. Đúng vậy, chờ ta đi khiêu chiến hắn một phen, ở mỹ nhân trước mặt bày ra một chút thực lực, nói không chừng còn có thể ôm được mỹ nhân về. Có người nóng lòng muốn thử nói. Khi vài tên trưởng lão mồ hôi lạnh chảy ròng, thật muốn một hạo thiên chùi y chém ra, đem này đó không biết sống chết nhảy ranh đều tạp về nhà đi. Câm miệng. Nhị trưởng lão một tiếng trung trời hét to, toàn trường tức khắc yên tĩnh xuống dưới. Đúng lúc này, Ninh Thanh Tao mang theo thất bảo Lưu Ly Tông còn thừa một ít tin anh đệ tử cũng đã đi tới. Bọn họ là bị này ầm ĩ thanh âm hấp dẫn lại đây, nhưng vừa mới một tới gần, Ninh Thanh Tao sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nhiều lần đông, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ninh Thanh Tao trực tiếp kinh hô ra tiếng. Đồng đãi nhiều lần đông đã mất tích rất nhiều năm, cho nên võ hồn đế quốc thành lập thời điểm cũng không có nhiều lần đông thân ảnh, thậm chí võ hồn đế quốc đệ nhất nhậm hoàng đế cũng không phải nhiều lần đông. Nhưng không nghĩ tới nhiều lần đông thế nhưng xuất hiện ninh thanh tao nhìn về phía một bên ngàn nhận tuyết trong lòng lại là cả kinh hắn như thế nào có thể không nhận biết đây là võ hồn đế quốc đệ nhất nhậm hoàng đế ngàn nhận tuyết lúc này hắn còn cũng không biết ngàn nhận tuyết chính là lúc trước tuyết thanh hà đâu ninh thanh tao tiếng kinh hô vang lên tức khắc một hòn đá làm cả hồ dậy sóng toàn bộ quảng trường không khí oanh lập tức nổ tung nàng thế nhưng chính là nhiều lần đông năm đó đao phủ ta ba ba chính là chết ở tay nàng thượng ông nội của ta là bị nàng giết chết trong lúc nhất thời vô số nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang lên, các loại oán độc ánh mắt đều đồng thời nhìn phía nhiều lần đông. Vừa rồi những người trẻ tuổi này còn ở cảm thán nhiều lần đông mỹ lệ động lòng người đâu. Nhưng hiện tại, biết được nhiều lần đông thân phận sau, tức khắc hận không thể đem nhiều lần đông thiên đao vạn quả. Nhiều lần đông, ngươi trả ta ba ba mệnh tới. Một người hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trong mắt bắn cừu hận quan mang, trong tay múa may hạo thiên chù y, hướng tới nhiều lần đông điên cuồng chạy tới. Hắn muốn đem nhiều lần đông tạp chết. Này người trẻ tuổi hành vi, tựa như đạo hỏa tác giống nhau, dẫn đốt mọi người cảm xúc. Vô số hạo thiên chủ y xuất hiện, hướng tới nhiều lần đông vọt tới. Khi vài tên trưởng lão đã sắp hù chết. Dám đối với hiện tại nhiều lần đông ra tay, khi không phải tìm chết sao. Thù đều báo không được, quả thực chính là bạch bạch chịu chết. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng thế nhưng oán hận khởi ninh thanh tao tới. Vốn dĩ bọn họ cùng thất bảo lưu ly tông quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên thất bảo lưu ly tông bị võ hồn đế quốc chèn ép sau, mới thu lưu ninh thanh tao mấy người gần nhất là xuất phát từ ngày xưa cũ tình, thứ hai là bọn họ có được cộng đồng địch nhân cùng chung kẻ địch. nhưng hiện tại này vài tên phong hào đấu la trưởng lão hận không thể lập tức đem linh thanh tao đuổi ra hạo thiên tông đi. lăng hai ba bốn ngũ trưởng lão đồng thời bước ra, cả người khí thế bùng nổ, đem những cái đó đánh sâu vào mà đến hạo thiên tông đệ tử đều chấn đến bay ngược đi ra ngoài. bọn họ đến đuổi ở nhiều lần đông tức giận phía trước, đem này đó không biết sống chết đệ tử đều chạy trở về. bằng không hạo thiên tông thật sự muốn tại đây một ngày diệt sạch lúc này, bọn họ ý kiến đã cùng đường hạo hoàn toàn thống nhất, tuyệt đối không thể lại căm thù võ hồn đế quốc. Vì hạo thiên tông truyền thừa, bọn họ cần thiết đến đem kia cừu hận quên. Cho dù này thực gian nan, nhưng bọn hắn cần thiết đến làm được. Mới vừa đem thất trưởng lão giam giữ lên đường khiếu, vừa ra tới liền thấy các đệ tử múa may hạo thiên chù y, điên cuồng nhằm phía nhiều lần đông một màn, hắn sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều sắp bay ra tới. Khi mười mấy tên đệ tử bị bốn gã trưởng lão khí thế đánh sâu vào bay ngược đi ra ngoài, té lăn trên đất, một đám đều ngốc các trưởng lão vì cái gì muốn như vậy giữ gìn nhiều lần đông, không phải hẳn là cùng bọn họ cùng nhau, đem nhiều lần đông diệt sát sao? Hỗn trướng. Đường khiếu vọt đi lên, căm tức nhìn này đó hạo thiên tông tuổi trẻ một thế hệ. Một đám đều ăn no không có việc gì làm đúng không? Đều cho ta trở về diện bích tư quá ba ngày. Đường hạo giận sôi máu. Tông chủ. Tông chủ bá bá. Này đó đệ tử một đám đều phát ra lăng, tông chủ cùng các trưởng lão thái độ cũng quá quái, trước kia không đều là chủ trương báo thù sao? Cách đó không xa Ninh Thanh Tao mày đã gắt gao nhíu lại, hắn cũng tưởng không rõ đường khiếu cùng kia mấy cái trưởng lão vì cái gì muốn giữ gìn nhiều lần đông. Hắn đi vào Hạo Thiên Tông mấy ngày nay, cùng Hạo Thiên Tông những người này quả thực chính là cùng chung chí hướng. Hắn thất bảo Lưu Ly Tông bị phá hủy, giống như chó nhà có tang chạy trốn tới Hạo Thiên Tông, như thế nào có thể không hận Võ Hồn Điện. Hắn nằm mơ đều muốn đem Võ Hồn Điện tiêu diệt. Trước kia là không có khả năng, nhưng hiện tại Thượng Tam Tông hai cái tông môn liên hợp ở bên nhau, một cái là lực công kích cường hãng một cái là phụ trợ đệ nhất, giả lấy thời gian, nhất định có thể đem võ hồn đế quốc điên đảo. Nhưng hiện tại, đừng khiếu mấy người thái độ làm hắn đột nhiên có một ít hoảng hốt. Ngay từ đầu thấy nhiều lần đông cùng ngàn nhận tuyết xuất hiện ở chỗ này, hắn trong lòng còn có chút phấn chấn đâu. Nhiều lần đông tuy rằng cường đại, kia cũng là dựa vào võ hồn điện đông đảo trưởng lão mà thôi. Nhưng hiện tại, nàng cùng ngàn nhận tuyết cũng dám không mang theo trưởng lão đi vào hạo thiên tông, quả thực chính là chịu chết. Ninh Thanh Tao mày đã gắt gao nhíu lại, hắn quyết định trước nhìn xem tình huống, vô luận như thế nào hôm nay đều không thể làm nhiều lần đông bình yên trời đi hạo thiên tông hắn ánh mắt dừng ở nhiếp vân trên người tức khắc lại cảm giác được khó giải quyết hắn chính là hiểu biết nhiếp gia cường hãn lúc trước liền võ hồn điện đều dám ngạnh hãn nhưng lại không nghĩ rằng cùng võ hồn điện đi ở cùng nhau hiện tại càng là thành võ hồn đế quốc hoàng đế bất quá đối với đồn đại trung nhiếp vân đã đạt tới thần cấp ninh thanh tao cũng là không tin hắn biết nhiếp vân chân chín tuổi lúc trước nhiếp vân tám tuổi thời điểm tham gia thiên đấu đế quốc cả nước hồn sư đại tái hắn còn nghiêm túc quan sát quá đâu. Hiện tại cũng bất quá là 21, 22 tuổi mà thôi, sao có thể sẽ thành thần đâu. Lúc trước Ninh Thanh Tao nghe đến mấy cái này đồn đãi, không cấm lắc đầu cười nhạo. Thần cấp lại há là dễ dàng như vậy. Ngay cả lúc trước kiên tư kinh người đường thần tiền bối cũng chưa có thể làm được, tuổi còn trẻ nhất vân càng thêm không có khả năng làm được. Đường khiếu nhìn quanh một vòng, nghiêm khắc nói, chạy nhanh lăn trở về đi, bằng không diện bích thời gian phiên bội. Tông chủ, ngày hôm nay không nói cái minh bạch, liền tính là đánh chết ta cũng không quay về chính là đánh chết ta cũng không đi nhiều lần đông cái này ác độc nữ nhân cần thiết chết đã thờ ơ lạnh nhạt lâu ngày nhiếp vân rút cuộc nổi giận tìm chết hắn hét to một tiếng chỉ một thoáng gió nổi mây phun trời đất u ám vô cùng đáng sợ hơi thở từ trên người hắn bốc lên dựng lên ầm 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 hạo thiên tông chủ kiến trúc chung quanh mấy chục tòa gần ngàn mễ cao ngọn núi bắt đầu sụp đổ đại địa chấn động mọi người sợ đứng thẳng thật lớn quảng trường trong nháy mắt bạo liệt ra vô số thật lớn cái khe. Chân chính sơn băng địa liệt. Tất cả mọi người mặc như màu đất, tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chương 464, Hạo Thiên Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông khuất phục. Hạo Thiên Tông nội, trừ bỏ Nhiếp Vân ba người còn có đường hạo ngoại, tất cả mọi người tâm thần sợ hãi, không tự chủ được liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ rõ ràng chính xác cảm thụ tử vong, phản phất chính mình tánh mạng chỉ tại đây anh tuấn người trẻ tuổi nhất niệm chi gian. Ninh Thanh Tao, kiếm đấu la cốt đấu la cùng mặt khác thất bảo lưu ly tông đệ tử cũng đồng dạng quỳ rạp xuống đất trong lòng kinh hãi sao có thể ninh thanh tao gắt gao chống cự lại kia khủng bố bi áp trong cơ thể khổng lồ hồn lực cấp tốc vận chuyển nhưng lại không làm nên chuyện gì nhiếp vân bột phát ra tới bi áp quá mức đáng sợ ninh thanh tao quay đầu nhìn kiếm đấu la cùng cốt đấu la liếc mắt một cái trong lòng càng thêm hoảng sợ kiếm đấu la trần tâm lực công kích thẳng bức 99 cấp phong hào đấu la nhưng mà ở nhiếp vân bi áp dưới thế nhưng cũng không hề chống cự chi lực Ninh Thanh Tao mặt lộ vẻ chua xót, hắn rốt cuộc minh bạch, kia cũng không phải lời đồn, Nhiếp Vân chính là đã đạt tới thần cấp, trở thành kia cao cao tại thượng thần, trong truyền thuyết bất tử thần. Lực lượng của thần lại há là người có thể chống cự đâu. Đồng thời, hắn tâm đã lạnh nửa thanh, Nhiếp Vân hôm nay mang theo nhiều lần đông cùng ngàn nhận tuyết tới đây, 89 phần 10 chính là tới tìm bọn họ thất bảo lưu ly tông phiền toái. Rốt cuộc khoảng thời gian trước, hai bên vừa mới kết thù không lâu. Ninh Thanh Tao trong lòng vô cùng bi ai, hắn đều bị võ hồn điện đuổi giết chạy trốn tới nơi này, võ hồn điện còn không chịu buông tha hắn, còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nhíp vân trong tay xuất hiện một phen tuyết bạch sắc đại đao, nhẹ nhàng một hoa, bốn phía hư không xuất hiện thật lớn cái khe, chung quanh kia mấy chục tòa sơn phong nháy mắt biến thành một miệng, bị hút vào những cái đó đen như mực, tản ra đáng sợ hơi thở không gian cái khe nội. Đây là kỳ lân nhất tộc thần khí tuyết uống cùng đao, hắn thân là thần tử, thanh thần khí này đã giao từ hắn tới trưởng quản. Không gian cái khe chậm rãi biến mất, sau đó, này phiến hạo thiên tông ẩn cư nhiều năm địa phương, không còn có ngày đó nghiêng cái trắng, trừ bỏ bọn họ nơi này một đỉnh núi ngoại, địa phương còn lại đều biến thành đất bằng. Như thế hoảng sợ thủ đoạn, làm hạo thiên tông tất cả mọi người mặt không còn chút máu. Đặc biệt là vừa rồi còn gọi huyên náo muốn khiêu chiến nhiếp vân, bắt đến mỹ nhân phương tâm kia mấy cái tuổi trẻ con cháu, lúc này đã sắp bị hù chết. Như thế khủng bố nhân vật, chỉ sợ thổi một hơi đều có thể đem bọn họ giết chết đi. Đường hạo đứng ở nhiếp vân phía sau, cả người quần áo đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Hắn ly nhiếp vân gần, vừa rồi kia một đao xẹt qua, hắn thậm chí cho rằng chính mình đã chết. Hạo Thiên Tông kia vài vị trưởng lão, nhìn bốn phía, nhìn không được sợ hãi. Mấy chục tòa gần ngàn mễ cao ngọn núi, cư nhiên bị người một đao sang bằng. Lúc này bọn họ, trong lòng lại vô may mắn. Tuy rằng trong lòng còn có thù hận, nhưng bọn hắn càng không muốn chính là, nhìn đến Hạo Thiên Tông truyền thừa đoạn tuyệt. Nhíp Vân, Đường Hạo lo lắng hô một tiếng. Nhíp Vân giơ lên tay, đánh gãy Đường Hạo nói. Hắn ánh mắt như ưng cố lan co sắc bén, ánh mắt đảo qua, vô luận là ai tiếp xúc đến hắn tầm mắt, đều sẽ nhịn không được sợ hãi cúi đầu. Chúng ta hôm nay lại đây chỉ là vì thất bảo lưu ly tông, nhiều lần đông đã từng hứa hẹn quá, nếu các ngươi hạo thiên tông không hề lựa chọn cùng võ hồn đế quốc là địch, võ hồn đế quốc sẽ không lại đối phó các ngươi. Nhưng hôm nay xem ra, các ngươi là tưởng buộc ta giết sạch các ngươi. Hắn trong thanh âm mang theo vô cùng đáng sợ sát khí, trở thành thần cấp sau, hắn sát thần lĩnh vực trở nên càng thêm đáng sợ lên. Chỉ bằng vào sát khí, là có thể làm vô số người lâm vào sợ hãi bên trong vô pháp tự kềm chế. Không, không phải như thế, bọn họ đều là người trẻ tuổi, không hiểu chuyện, lúc này mới mạo phạm bệ hạ. Đường Khiếu vội vàng nói. Vì Hạo Thiên Tông truyền thừa, hắn liền tôn nghiêm đều từ bỏ. Huống hồ đối một cái thần cấp cường giả chịu thua, này có cái gì đáng xấu hổ đâu. Còn lại trưởng lão cũng đều cúi đầu. Tông chủ, chúng ta không sợ chết. Tông chủ, chúng ta sao lại có thể đối kẻ thù quỳ xuống? vẫn như cũ có không ít hảo thiên tông nhiệt huyết nam nhi ở gào rống dùng hết toàn lực muốn đỉnh nhiếp vân uy áp đứng lên bọn họ còn trẻ còn có tâm huyết không nghĩ khuất phục ở võ hồn đế quốc dâm uy dưới đường khiếu cùng một chúng trưởng lão trên mặt một trận hổ thẹn bọn họ không phải không nghĩ báo thù thật sự là địch nhân quá mức cường đại rồi tới rồi bọn họ tuổi này đã không còn là một khang nhiệt huyết thời điểm đầu tiên muốn suy xét chính là tông môn truyền thừa nếu bọn họ lại ngoan cố muốn báo thù chỉ sợ hạo thiên tông hôm nay liền phải vĩnh viễn biến mất ở trên đấu la đại lục đường hạo vội vàng nôn nóng khuyên nhủ nhiếp vân bọn họ đều là tiểu bối không hiểu chuyện ngươi ngàn vạn không cần so đo nhiếp vân cười lạnh một tiếng ha hả tiểu bối ta năm nay 21 tuổi đã thành thần bọn họ cùng ta đồng dạng tuổi mới đạt tới cái gì tu vi cứ như vậy còn muốn báo thù hạo thiên tông những cái đó tuổi trẻ đệ tử vẻ mặt chấn động chi sắc rốt cuộc nói không ra lời bọn họ đầu rốt cuộc tỉnh táo lại sôi trào nhiệt huyết dần dần làm lạnh đi xuống nhiều lần đông tiến lên một bước nói hạo thiên tông suy sụp là ta một tay tạo thành ta cũng không cảm thấy làm sai cái gì nếu không phải có nhiếp vân vì các ngươi cầu tình ta đã sớm xuất lĩnh đại quân sang bằng các ngươi hạo thiên tông hiện tại các ngươi nếu từ bỏ cùng võ hồn đế quốc đối kháng ý niệm đế quốc có thể cho các ngươi nhất định bồi thường cho các ngươi tông môn khôi phục năm đó cường đại có người không tin chất vấn nói nếu các ngươi đã như vậy cường đại rồi kia vì cái gì không trực tiếp diệt chúng ta còn tưởng cùng chúng ta hóa giải cừu hận nơi này chỉ sợ có không nói được bí mật đi lúc này đường hạo đứng dậy giải thích nói bởi vì ta đã từng đối nhiếp vân có ân hơn nữa nhiếp vân cũng cùng đường tam là bằng hữu cho nên mới tưởng hóa giải hạo thiên tông cùng võ hồn đế quốc cừu hận nói cách khác hạo thiên tông đã sớm diệt vong nguyên lai là cho đường hạo phụ tử mặt mũi những người này rốt cuộc hiểu được võ hồn điện sớm đã có hủy diệt hạo thiên tông thực lực lại là bởi vì Đường Hạo phụ tử, bọn họ mới đến đã sống tới ngày nay. Nhớ tới phía trước Đường Hạo thường xuyên trở về khuyên bảo bọn họ, ngược lại bị bọn họ phỉ nhổ, nhục mạ, những người này trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấy nấy. Nguyên lai, like, Đường Hạo thật là vì bọn họ hảo. Bị bọn họ nhiều lần nhục mạ sau, còn không nề này phiền trở về khuyên bảo. Rất nhiều người trong lòng đột nhiên xuất hiện ra cảm động tới. Bọn họ trong lòng cừu hận cũng đã bắt đầu tiêu tán một ít. Nhìn đến này đó Hạo Thiên Tông đệ tử không nói chuyện nữa, nhiếp vân liền triệt hồi kia bao phủ ở mọi người trên người đáng sợ uy ác. Hắn nhàn nhạt nói, không chỉ có là ta, võ hồn đế quốc đời trước hoàng đế ngàn nhận tuyết, nguyên giáo hoàng nhiều lần đông cũng đã đột phá tới rồi thần cấp, cho nên, các ngươi muốn báo thù là vĩnh viễn không có khả năng. Mọi người lại lần nữa lộ ra kinh hải chi sắc, thần cấp thế nhưng không ngừng một cái, này hai cái xinh đẹp như hoa nữ nhân thế nhưng cũng đã đột phá tới rồi thần cấp. Hôm nay hết thảy, làm cho bọn họ cảm giác giống như nằm mơ giống nhau, thần cấp cường giả vừa xuất hiện chính là ba cái thế giới này vẫn là bọn họ sở nhận thức thế giới sao bọn họ trước kia tự xưng là vì thiên tài cho dù bắt được ngoại giới cũng là đứng đầu nhưng hiện tại bọn họ tự tin ngạo khí đều bị đã kích đến thương tích đầy mình so với trước mắt này ba người bọn họ quả thực chính là phế vật nhíp vân không ở để ý tới hạo thiên tông những người này ánh mắt dừng ở thất bảo lưu ly tông những người đó trên người lúc này ninh thanh tao đám người đã đứng lên thần sắc phức tạp nhìn nhíp vân cùng ngàn nhận tuyết ba người nhíp vân mở miệng nói ninh tông chủ đã lâu không thấy. Ninh Thanh Tao lộ ra cười khổ, khẽ gật đầu, nhiếp vân, đã lâu không thấy, không thể tưởng được ngươi đã trở thành thần cấp cường giả, hơn nữa vẫn là võ hồn đế quốc hoàng đế. Nhiếp vân không ở kéo dài thời gian, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Ninh Tông Chủ, nghe nói ngươi phía trước phản đối võ hồn đế quốc thống nhất đại lục. Hơn nữa đi vào hạo thiên tông sau như cũ tìm mọi cách muốn tiêu diệt võ hồn đế quốc. Ninh Thanh Tao cười khổ không thôi, hắn quay đầu lại nhìn một chút, kiếm đấu la cùng cốt đấu la hai người sắc mặt âm tình bất định, còn lại đệ tử sắc mặt trắng bệch, nhìn nhiếp vân trong ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi. Hắn gật gật đầu, nói, không tồi, ta phía trước xác thật phản đối võ hồn đế quốc thống nhất đại lục, bởi vì kia sẽ làm đại lục trăm họ lầm than. Nhiếp vân thanh âm có chút châm chọc, nói, kết quả đâu? Thiên đấu đế quốc trực tiếp đầu hàng, tinh la đế quốc cũng không nhiều làm chống cự, đâu ra trăm họ lầm than nói đến. Đại lục thống nhất có thể làm đại lục càng thêm phồn hoa yên ổn, về sau đêm sẽ không lại có chiến tranh phát sinh, này không phải tạo phúc đại lục sự sao, Ninh Thanh Tao cười khổ, là ta sai rồi, ta không nghĩ tới võ hồn điện nhẹ nhàng như vậy liền thống nhất đại lục, hơn nữa ta lúc trước còn có một ít tư tâm, cũng không tưởng khuất cư võ hồn điện dưới. Nhíp Vân lắc đầu, nói, ngươi sai rồi, võ hồn điện cũng không cần ngươi khuất cư, ngươi chỉ cần giống Lam Điện Bá Vương Long Tông như vậy, an phận thủ thường, chúng ta võ hồn điện cũng không sẽ đi quản ngươi. Ninh Thanh Tao sửng sốt, nhớ tới Lam Điện Bá Vương Long Tông. Xác thật như Nhíp Vân theo như lời như vậy. Lam Điện Bá Vương Long Tông ở Võ Hồn Điện Thống Nhất Đại Lục thời điểm, yên lặng bàn quan, võ hồn điện cũng không có nhằm vào Lam Điện Bá Vương Long Tông. Mà bọn họ thất bảo Lưu Ly Tông, bởi vì phản đối võ hồn điện, thậm chí còn ở võ hồn điện đối tinh la đế quốc ra tay thời điểm ở sau lưng làm một ít động tác. Kết quả tao ngộ võ hồn điện hủy diệt đã kích, chỉ còn lại có bộ phận tinh anh chạy trốn tới Hạo Thiên Tông nơi này. Hắn trên mặt tràn đầy chua xót, nói, hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì? Nhíp Vân lộ ra tươi cười, ngươi là Ninh Vinh Vinh phụ thân, mà ta cũng từng ở Sử Lai Khắc học viện học tập quá, cùng Ninh Vinh Vinh quan hệ cũng không tệ lắm, nếu ngươi có thể từ bỏ đối phó hiện tại võ hồn đế quốc, ta có thể lại cấp thất bảo lưu ly tông một lần cơ hội. Ninh Thanh Tao trầm mặt xuống dưới, không nói gì, lẳng lặng tự hỏi. Hắn bên cạnh hai gã phong hào đấu la cũng đều trầm mặt, Ninh Thanh Tao quyết định chính là bọn họ quyết định. Mặt sau những cái đó đệ tử càng thêm không nói gì, đều ở lẳng lặng chờ đợi tông chủ quyết định. Lúc này, ngàn nhận tuyết đột nhiên đứng dậy, dùng tuyết thanh hà thanh âm hô, lão sư. Nghe thấy liền quen thuộc thanh âm, Ninh Thanh Tao đột nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nhìn ngàn nhận tuyết. Ngàn nhận tuyết mặt bộ bắt đầu mất máy, chậm rãi biến thành một cái nam tử bộ dáng, đúng là lúc trước thiên đấu đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà sau lại còn thành thiên đấu đế quốc hoàng đế, sau lại ở tuyên bố giải tán thiên đấu đế quốc, quy thuận võ hồn đế quốc sau liền biến mất không thấy, Ninh Thanh Tao lúc ấy còn tưởng rằng hắn tao ngộ võ hồn đế quốc độc thủ đâu. Nhìn trước mắt này quen thuộc khuôn mặt, Ninh Thanh Tao rốt cuộc minh bạch, sở hữu sự tình đều minh bạch. Hắn cười khổ một tiếng, hỏi, ngươi là khi nào bắt đầu giả trang tuyết thanh hà? Ngàn nhận tuyết nói, 9 tuổi thời điểm liền bắt đầu. Ninh thanh tao bất đắc dĩ tự dẻo, võ hồn điện thật là hảo thủ đoạn A, ta thế nhưng thu võ hồn điện đại cung phụng cháu gái làm đệ tử, cũng ta còn tự xưng là vì người thông minh, không thể tưởng được ngay từ đầu liền rơi vào rồi võ hồn điện trong kế hoạch. Ngàn nhận tuyết tâm niệm vừa động, khôi phục chính mình dung mạo, dễ nghe thanh âm vang lên, nhiều năm như vậy, ngươi dạy biết ta rất nhiều đồ vật, ta lúc trước xác thật có chút không đành lòng hủy diệt thất bảo lưu ly tông nếu ngươi có thể từ bỏ đối phó võ hồn đế quốc, ta đồng dạng có thể hứa hẹn cho các ngươi một con đường sống. Ninh Thanh Tao cười thảm một tiếng, ta còn có lựa chọn sao? Nhàn nhận tuyết gật đầu, có, tử vong, hoặc là an phận thủ thường. Ninh Thanh Tao gật gật đầu, làm ra quyết định, hảo, ta quyết định không hề cùng võ hồn đế quốc là địch. Tiếp theo, hắn xoay người nhìn đông đảo đệ tử, hai vị trưởng lão, các vị đệ tử, các ngươi có ý kiến gì? Bằng tông chủ làm chủ. Kiếm đấu la nói. Bằng tông chủ làm chủ còn lại đệ tử cũng hô ngàn nhận tuyết trên mặt lộ ra tươi cười nhiếp vân mở miệng nói một khi đã như vậy vậy các ngươi có thể tùy thời trùng kiến thất bảo lưu ly tông võ hồn đế quốc sẽ không lại nhằm vào các ngươi tiếp theo hắn nhìn về phía hạo thiên tông mọi người thất bảo lưu ly tông đã làm ra lựa chọn các ngươi hạo thiên tông đâu đường hạo nghe vậy vội vàng cho chính mình đại ca còn có các vị trưởng lão đưa mắt ra hiệu đường khiếu bất đắc dĩ nói chúng ta hạo thiên tông cũng nguyện ý buông lúc trước cừu hận hắn quay đầu lại nhìn đông đảo đệ tử liếc mắt một cái, những cái đó đệ tử đều nhéo nắm tay, nhưng không có một người nói chuyện. Nhíp Vân cười nói, Hạo Thiên Tông nên lựa chọn một chỗ trùng kiến sơn môn, nếu yêu cầu trợ giúp địa phương, nhưng tùy thời tìm võ hồn đế quốc. Hiện tại kết cục, chính là hắn tới phía trước muốn nhìn thấy kết quả. Tin tưởng đường Tam biết được sau, cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Đường Hạo cũng không có đem tông môn cừu hận nói cho đường Tam, đường Tam cũng không phải như vậy cừu thị võ hồn đế quốc. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền rời đi. Nhíp Vân nói xong, lôi kéo ngàn nhận tuyết cùng nhiều lần đông hai người, chân đạp hư không đi xa, thực mau liền biến mất ở mọi người trước mắt. Ninh Tông Chủ, ngươi thật sự muốn buông đối võ hồn đế quốc cừu hận sao? Đường khiếu hỏi. Ninh Thanh Tao hỏi lại, bằng không đâu. Ta còn có thể lấy cái gì đi chống cự? Mọi người trầm mặt xuống dưới, nhìn bốn phía, phía trước nơi này vẫn là cực kỳ hiểm trở hoàn cảnh, nhưng hiện tại, trừ bỏ bọn họ nơi ngọn núi ngoại, phạm vi vạn mét đều biến thành đất bằng. Thật lâu sau sau, đường khiếu thang một hơi, nói, đều trở về thu thập thứ tốt đi, chúng ta rời đi nơi này, tìm kiếm địa phương khác trùng kiến tông môn. Từ nay về sau, chúng ta hạo thiên tông đem tái hiện đấu la đại lục. Không biết vì cái gì, nghe tới đường khiếu nói tái hiện đấu la đại lục khi, mấy năm nay nhẹ đệ tử trong lòng thế nhưng có chút hưng phấn. Rõ ràng là võ hồn đế quốc bố thí kết quả, nhưng bọn hắn như cũ cảm thấy cao hứng. Thật sự là bọn họ bế tông lâu lắm, tránh ở cái này địa phương không dám đi ra ngoài. Ninh Thanh Tao nói, chúng ta cũng chuẩn bị trở về đi, tông môn vẫn là thành lập ở nguyên lai địa chỉ cũ thượng. Nhíp vân ba người về tới võ hồn bên trong thành. Buổi tối, hắn ông nhiều lần đông cùng ngàn nhận tuyết, nói, trừ bỏ các ngươi ngoại, băng nhi cùng linh nhi cũng đã đột phá đến thần cấp. Hai nàng đều có chút kinh ngạc. Ngàn nhận tuyết càng là ninh nhíp vân một chút, thật là tiện nghi ngươi này hoa tâm gia hỏa, nhiều như vậy cái nữ nhân, mỗi người đều là thiên tài. Nhíp vân dùng sức ôm sát chính mình lão bà, cười nói, kia vừa lúc, chúng ta toàn gia đến lúc đó có thể cùng nhau phi thăng thần giới ngàn nhận tuyết gật gật đầu, ánh mắt lộ ra khát khao chi sắc. Nhíp Vân nói, ngày mai các ngươi tùy ta hồi một chuyến nhíp ra đi, thử xem xem có thể hay không đem kia không gian thông đạo tiêu trừ. Chương 465, Đại kết cục, phi thăng, địa cầu. Nhiều lần đông gật đầu, nói, là nên tiêu trừ thế giới kia thông đạo, theo kỳ lân đại lục tiếp cận hủy diệt, những cái đó dung nham sinh vật càng ngày càng nhiều, mà chúng ta chỉ có thể lưu tại thế gian trăm năm, cần thiết muốn đem cái này uy hiếp bờ giải quyết trước. Ở thành thần khoảnh khắc, bọn họ trong lòng liền có rất nhiều hiểu được, minh bạch một ít thần hẳn là tuân thủ quy tắc. Thành thần hậu nhiều nhất chỉ có thể lưu tại thế gian trăm năm, trăm năm sau, cần thiết đi trước thần giới. Hơn nữa thành thần hậu, không thể tùy ý tàn sát phàm nhân, không thể tùy ý thay đổi thế gian sự tình. Cho nên, ba ngày thời điểm nhiếp vân tuy rằng phát uy, nhưng cũng không có thương tổn một cái mạng người. Hạo Thiên Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông vốn dĩ liền cùng Võ Hồn Điện có ân oán, hắn bất quá là hóa giải ân oán mà thôi, không chỉ có không có xúc phạm quy tắc, nghiêm khắc tới nói, còn xem như công đức một kiện đông tỷ khi kỳ lân đại lục có cái gì thần kỳ địa phương có thể cùng ta nói một chút sao ngàn nhận tuyết nháy mắt to tò mò hỏi năm đó ở nhiếp vân võ hồn không gian trung Thủy băng nhi chỉ là cùng nàng nói nhiếp vân cùng nhiều lần đông ở kỳ lân đại lục phát sinh sự tình mà thôi đối với kỳ lân đại lục là như thế nào một cái thế giới ngàn nhận tuyết còn không hiểu biết hảo ta cho ngươi nói nói nhìn hai chị em một cái kể chuyện xưa một cái nghe chuyện xưa nhiếp vân bất đắc dĩ ở hai người mông trứng thượng chụp một cái tác, lên xử lý võ hồn đế quốc sự vụ. Trước khi hai đại đế quốc biến thành hiện giờ võ hồn đế quốc, Nhíp Vân mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Nếu không phải hắn cái này hoa sen phân thân sớm đã đạt tới thần cấp, khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện. Trước mắt ngôi vị hoàng đế người thừa kế đã tuyển ra vài vị, tiếng hô tối cao chính là nhiều lần đông đồ đệ Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na vẫn là võ hồn điện thánh nữ, vốn dĩ chính là nhiều lần đông làm truyền nhân bồi dưỡng, nhiều lần đông cùng ngàn nhận tuyết cũng cố ý làm hồ liệt na tiếp nhận nhiếp vân vị trí không có ngoài ý muốn nói hồ liệt na hẳn là chính là võ hồn đế quốc đời kế tiếp hoàng đế ở đấu la đại lục trong lịch sử chưa từng có quá nữ tính đương hoàng đế võ hồn đế quốc thành lập sau hoàng đế liên tiếp đổi mới ba cái hoàng đế trung càng là có hai cái là nữ tính tin tưởng nhất định sẽ truyền lưu thiên cổ ngày hôm sau nhiếp vân mang theo nhiều lần đông cùng ngàn nhận tuyết đi trước nhiếp gia ba người đều đã đạt tới thần cấp cảnh giới tốc độ sớm đã không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Gần không đến hai cái giờ, ba người liền đã về tới nhiếp gia nơi trên đảo. Chu Trúc Hoàng Trả đang bế quan trung, tiếp thu tốc độ chi thần truyền thừa, chờ truyền thừa sau khi kết thúc, liền sẽ đạt tới thần cấp. Thủy Băng Nhi cùng Hỏa Linh Nhi đã xuất quan, hai nàng đều đã đạt tới thần cấp. Một cái là tân hỏa thần, một cái là băng thần. Hai người một băng một hỏa, cảm giác làm nhiếp vân dư vị vô cùng. Lúc này, Hỏa Linh Nhi đang ở bồi tuyết trắng giáo nhiếp duyên tu luyện. Thủy Băng Nhi thì tại bồi nhiếp vân bản tôn tu luyện. Nhiếp vân bản tôn hồn lực còn không có đạt tới 100 cấp. Bất quá ở thần cấp Thủy Băng Nhi phụ trợ hạ, tốc độ tu luyện cực nhanh, tin tưởng nếu không bao lâu là có thể đạt tới thần cấp. Nhiếp vân mang theo hai cái tức phụ về nhà, tuyết trắng tự nhiên cao hứng thật sự, trong sân lập tức liền náo nhiệt lên. Nhiếp duyên ôm chính mình mẫu thân không chịu buông ra. Nhiều lần đông đem Nhi tử ôm lên, quan tâm hỏi tu luyện có hay không lười biến. Tiểu gia hỏa liên tục lắc đầu, hắn thức tỉnh rồi hai cái võ hồn, gần nhất tu luyện chăm chỉ thật sự, so nhiếp da mặt khác tiểu bối đều phải khắc khổ rất nhiều, có hắn đem năm đó phong phạm. Thủy băng nhi trên mặt mang theo ửng hồng, cùng nhiếp vân bản tôn đã đi tới. Trừ bỏ chu trúc thanh ngoại, bọn họ toàn gia xem như đoàn viên, đến hảo hảo ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Cơm trưa qua đi, nhiếp vân bản tôn trở về tiếp tục tu luyện. Hắn phân thân mang theo nhiều lần đông, ngàn nhận tuyết, thủy băng nhi, hỏa linh nhi đi tìm nhiếp cuồng đao, chuẩn bị thử lại một lần, tiêu trừ kia thế giới thông đạo thượng một lần hắn phân thân cùng nhiếp cuồng đao hai người, hai đại thần cấp thần lực dưới, kia thông đạo vừa mới bắt đầu xuất hiện khôi phục xu thế mà thôi, muốn hoàn toàn khôi phục yêu cầu khổng lồ thần lực duy trì. Hiện tại đã có năm đại thần cấp, thành công khả năng tính đã phi thường đại. Quả nhiên, trải qua ba cái giờ thần lực phát ra, bàn bạc thần lực rốt cuộc làm kia không gian chỗ hỏng khôi phục hoàn chỉnh trạng thái, không còn có một tia tì vết. Khôi phục lại sau, nguyên thông đạo vị trí lập tức trở nên cực kỳ kiên cố lên, cho dù là bọn họ thần cấp thực lực, cũng không có khả năng oanh khai mọi người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì hiếp bờ nhiếp gia vô số năm nguy hiểm rốt cuộc tiêu trừ. Nhiếp gia tuy rằng có rất nhiều người thành thần, nhưng trăm năm sau, đều phải phi thăng thần giới. Cho nên này thông đạo tiêu trừ xác thật là một cái phấn chấn nhân tâm tin tức tốt. Nhiếp gia hạ lệnh, ba tòa thành trì nội, chúc mừng ba ngày ba đêm. Liền cách vách trên đảo nhỏ kỳ lân nhất tộc cũng tới xem náo nhiệt. Một năm sau, nhiếp vân bản tôn rốt cuộc đột phá tới rồi thần cấp. Từ đây, hắn bản tôn cùng phân thân chính là hai đại thần cấp chiến lực, hơn nữa hắn âm dương pháp tác dị thường cường đại, thực lực của hắn không thể nghi ngờ đã là các vị thần cấp trung một người cường đại nhất. Cụ thể cường đại tới trình độ nào, tất cả mọi người vô pháp phỏng chừng. Nhất vân minh bạch, đến tìm so với hắn càng cường đại hơn thần cấp cường giả tới chiến đấu, mới có thể đánh giá ra hắn chiến lực tới. Cách xa nhau không lâu, Chu Trúc Thanh cũng đồng dạng xuất quan, đạt tới thần cấp, tốc độ chi thần. Tuy rằng trở thành thần cấp, nhưng thực lực của nàng là chúng tỷ muội bên trong yếu nhất một cái. Bất quá nàng đã thực thỏa mãn, trở thành thần cấp, đại biểu cho nàng là có thể vĩnh viễn cùng nhiếp vân ở bên nhau. Này một năm thời gian, Hồ Liệt Na đã trở thành võ hồn đế quốc tân hoàng đế. Lúc trước bởi vì tiếp nhận rồi băng thần ban cho dư khảo hạch, lúc này nàng Tu Vi đã tiếp cận phong hào đấu la. Tin tưởng nếu không mấy năm, nàng liền có thể trở thành phong hào đấu la. Đến nỗi thần cấp, tắc muốn xem nàng chính mình cơ duyên. Vạn dặm trời cao phía trên, nhiếp vân khống chế thật lớn cuồng đao, mang theo nhiều lần đông năm người còn có nhi tử tiểu duyên hướng hải thần đảo phương hướng bay đi. Sử lai like khắc bảy quái đã ở hải thần đảo rèn luyện hơn 2 năm, ở hải thần đảo loại này ngăn cách với thế nhân địa phương, bọn họ cũng không biết đấu la đại lục biến hóa, cũng không biết đấu la đại lục hiện tại đã thay tên vì võ hồn đại lục. Nhất vân trực tiếp bay đến hải thần đảo trên không, trên bầu trời giáng xuống vạn nói ráng màu, dẫn tới vô số hải thần đảo hồn sư quan vọng. Sử lai like khắc bảy quái lúc này chính tụ tập ở bên nhau tu luyện, thấy một màn này tức khắc đều sợ ngây người. Thiên kia, đây là cái gì? Ta thấy thế nào thấy bầu trời có vài nhân ảnh, đó là thần sao? mã hồng tuấn mở ra miệng rộng hỏi đường tam mấy người cũng là vẻ mặt chấn động chi sắc đây là thần sao bọn họ trong lòng lẩm bẩm tự nói tuy rằng nhiếp vân không có phóng xuất ra khí thế tới đường tam này đó hồn sư đã cảm nhận được cái loại này thần cấp uy nghiêm bóng người chợt lóe đường tam mấy người bên cạnh đã nhiều một cái cung trang mỹ phụ đúng là hải thần đấu la sóng tắt tây nàng ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trên nàng có thể cảm giác được người đến là hướng về phía đường tam mấy người tới thần nàng ngưng trọng mở miệng Tiền bối, thật sự có thần sao? Đường Tam kiếp sợ hỏi. Sóng tắt bánh ngọt kiểu Âu Tây gật đầu, cao giọng hô, không biết là vị nào tiền bối đã đến. Nhíp Vân khống chế được cùng đao hạ xuống rồi xuống dưới, đương quan mang tan đi, bọn họ thân hình hiển lộ ra tới. Nhíp Vân. Tiểu Vũ Kinh hô ra tiếng, sắc mặt có chút kích động, nhưng đương nàng thấy Nhíp Vân bên cạnh nhiều lần đông khi, sắc mặt tức khắc có chút khó coi lên. Tuy nói mấy năm nay nhiều lần đông thật sự không có sát nàng, nhưng nàng như cũ quên không được chính mình mẫu thân bị nhiều lần đông giết hại một màn đường tam mấy người trên mặt có chấn động không nghĩ tới nhiếp vân thế nhưng đã thành thần sống tắt tay thần sắc cung kính vừa định nói chuyện sắc mặt đột nhiên biến đổi nàng thế nhưng cảm giác được trước mặt này nam tử cùng kia năm tên nữ tử hơi thở đều như vực sâu sâu không lường được nàng trong lòng đột nhiên hiện lên một cái đáng sợ ý niệm xin hỏi là vị nào tiền bối đạt tới thần cấp nàng thật cẩn thận hỏi nhiếp vân đem tiểu duyên kéo lại đây mở miệng cười nói trừ bỏ ta bảo bối nhi tử ngoại đều chúng ta đều đạt tới thần cấp sóng tắc tây chấn động đây là thật sao nàng cả đời đau khổ theo đuổi cảnh giới cuối cùng thất bại trở thành đại tư tế nhưng mà hiện tại thế nhưng đồng thời xuất hiện năm cái thần cấp cường giả đường tam mấy người đồng dạng chấn động tiểu vũ chấn động qua đi trên mặt toát ra vô cùng mất mát thần sắc nhiều lần đông thành thần khi nàng còn có báo thù hy vọng sao đường tam sắc mặt phức tạp nói nhiếp vân không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy liền thành thần thế giới này thật đúng là có thần nhiếp vân cười nói lấy tư chất của ngươi thành thần chỉ là vấn đề thời gian cũng muốn không được mấy năm thời gian mang một bạch mã hồng tuấn mấy người tức khắc hưng phấn lên nhiếp vân chúng ta cũng thành công thần cơ hội sao mã hồng tuấn hưng phấn hỏi nhiếp vân gật gật đầu chỉ cần nỗ lực các ngươi đều sẽ có cơ hội hắn tiếp theo nhìn về phía đường tam nói tiểu tam ta lần này lại đây là chuyên môn tới tìm ngươi cùng tiểu vũ đường tam nghi hoặc nói ngươi tìm ta có chuyện gì sao nhiếp vân nhìn về phía tiểu vũ là vì tiểu vũ mụ mụ sự tình nàng mụ mụ sống lại tiểu vũ đột nhiên mở to hai mắt nhìn vọt tới nhiếp vân trước mặt lôi kéo nhiếp vân đôi tay dùng dập hỏi nhiếp vân ngươi vừa rồi nói cái gì nhiếp vân tươi cười nồng đậm nói ta nói mụ mụ ngươi sống lại sao có thể ta mụ mụ ở nơi nào tiểu vũ mọi nơi nhìn xung quanh vẻ mặt thần sắc khẩn trương ngươi không cần phản kháng ta mang ngươi đi một chỗ nhiếp vân nói xong đem tiểu vũ thu được chính mình võ hồn không gian nội hắn nghĩ nghĩ đem đường tam cũng thu đi vào bằng không gian hỏa này thấy tiểu vũ đột nhiên không thấy phi sốt ruột không thể bên ngoài mang một bạch mấy người bao gồm sóng tắt tây đều ngốc đường tam cùng tiểu vũ như thế nào đột nhiên liền biến mất đâu không có bất luận cái gì dấu hiệu liền biến mất vô cùng quỷ dị nhiếp vân cười nói các ngươi yên tâm đường tam cùng tiểu vũ bị ta đưa đi một chỗ đi gặp tiểu vũ mụ mụ sóng tắt tây thở dài nhẹ nhõm một hơi nói tiền bối khó được tới hải thần đảo một chuyến, không bằng đến bên trong ngồi ngồi. tuy rằng nhiếp vân hình như là cùng đường tam cùng thế hệ, nhưng tu vi đã đạt tới thần cấp, nàng hẳn là xưng hô nhiếp vân vì tiền bối. nhiếp vân gật gật đầu, cùng nhiều lần đông mấy người đi theo sóng tắt tây đi trước hải thần đảo trung ương. hắn vốn dĩ liền tính toán ở kết thúc tiểu vũ sự tình sau, mang theo người nhà hoàng du đấu la tinh, này hải thần đảo cũng đáng đến du ngoạn một phen. dù sao còn có trăm năm thời gian, đủ bọn họ sử dụng. ở hắn võ hồn không gian nội hoa sen phân thân hiện ra. Nhíp vân âm dương thần lực đối linh hồn thể tăng cường có được cực hảo hiệu quả. Nguyên lai thực nhỏ yếu nhu cốt thỏ linh hồn, lúc này đã rất cường đại, cơ hồ ngưng kết thành thực thể. Mà ở này đã hơn một năm tới nay, nó bị nhíp vân âm dương thần lực dễ chịu, linh hồn cũng đã khôi phục hoàn chỉnh, ký ức cũng tìm trở về. Lúc này, tiểu vũ chính ông chính mình mẫu thân, rơi lệ đầy mặt. Tiểu vũ mẫu thân thông qua linh hồn truyền âm cùng tiểu vũ trò chuyện, cặp kia màu đỏ thỏ trong mắt cũng tràn đầy tưởng niệm chi sắc vẫn luôn qua đã lâu nhiếp vân phân thân mới mở miệng nói mụ mụ ngươi hiện tại chỉ là linh hồn thể yêu cầu cho nàng tìm một cái thân thể hoặc là đến thần giới sau có thể cho nàng đúc lại một cái thân thể cho nên ngươi không cần lo lắng ngươi một ngày nào đó sẽ cùng mụ mụ ngươi ở bên nhau tiểu vũ nâng lên che kín nước mắt gương mặt hỏi nhiếp vân ta đây nên làm như thế nào nhiếp vân cười nói ngươi cái gì đều không cần làm sống lại mụ mụ ngươi sự tình liền giao cho ta đi ngươi nỗ lực tu luyện là được tiểu vũ thật mạnh gật đầu nhiếp vân thật là cảm ơn ngươi đường tam cũng đồng dạng cảm tạ nhiếp vân cười vuốt ve tiểu vũ đỉnh đầu ngươi đem ta trở thành ca ca ta cũng đem ngươi trở thành muội muội không phải sao ca tiểu vũ vui vẻ hô bởi vì nhiếp vân mấy người muốn ở hải thần trên đảo du ngoạn mấy ngày sống tắt tây cố ý thả đường tam mấy người ba ngày giả làm cho bọn họ bồi nhiếp vân ba ngày sau nhiếp vân rời đi đường tam mấy người càng thêm khắc khổ tu luyện lên ở kiến thức qua thần cấp sau bọn họ càng thêm có ý chí chiến đấu nhiếp vân về nhà mang lên chính mình mẫu thân bắt đầu rồi hoàng du thế giới kế hoạch trên đấu la đại lục các đại cấm địa hải dương chỗ sâu trong đáy biển thế giới nhật nguyệt đại lục mấy năm thời gian trung bọn họ bước chân trải rộng viên tinh cầu này thậm chí bọn họ còn thượng tới rồi vũ trụ kiến thức đến thần bí mỹ lệ vũ trụ sao trời chẳng qua sinh mệnh ngôi sao thật sự là quá ít bọn họ đi dạo mấy viên hoang vu tinh cầu liền về tới đấu la đại lục trăm năm sau nhiếp vân cùng nhiều lần đông năm người rốt cuộc phi thăng thần giới cùng bọn họ cùng nhau còn có tiểu duyên, tuyết trắng, nhiếp phá quân mấy người. Thực lực càng cao thần, có thể mang theo phi thăng người liền càng nhiều, bọn họ mấy đại thần cấp, mang mấy người tự nhiên là không có vấn đề. Tới rồi thần giới lúc sau, nhiếp vân đi tới bước chân vẫn như cũ không có đình chỉ. Hắn tin tưởng, này cái gọi là thần, cái gọi là thần giới còn không phải trung điểm, nhất định còn có càng cường đại hơn cảnh giới, càng cường đại hơn thế giới. Hắn mục tiêu chính là theo đuổi tu luyện một đường thượng cực hạn. Vô số năm sau, nhíp vân mang theo năm cái lão bà vượt qua vô số tinh vực bước lên một viên màu xanh thẳm tinh cầu đến nỗi một đống con cái đã bị hắn ném ở chính mình đế tinh mặt trên nhíp vân liền chính là ngươi kiếp trước thế giới kia sao chu trúc thanh tò mò hỏi nhíp vân lộ ra tươi cười không tồi nơi này kêu địa cầu đại kết cục